Ngay sau khi cơ quan chức năng công bố các điểm bán pháo hoa dịp Tết Nguyên Đán trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hàng trăm người đã kéo nhau đến tìm mua các loại pháo được phép sử dụng để dùng cho thời khắc chào đón giao thừa. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 5 địa điểm được Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Hóa chất 21 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng cấp phép đủ điều kiện bán pháo hoa. Càng những ngày cận Tết Nguyên Đán, người dân càng hào hứng săn pháo hoa khi được phép mua và sử dụng. Tại cơ sở bán pháo hoa ở số nhà 29 đường Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa. Mặc dù sáng 17 tháng 1 năm 2022, trời có mưa nhỏ, nhưng nhiều người dân đã kéo đến cửa hàng xếp hàng chờ mua pháo. Hầu hết người dân tìm đến mua pháo đều rất hào hứng và vui mừng khi mua được pháo. Dù các cửa hàng bán pháo ở tỉnh Thanh Hóa mới chỉ cung cấp được 5 loại trong số 8 loại pháo được phép bán. Cũng may mắn coi như hôm nay lên mua được pháo, được nhà nước mở cửa cho dùng cái pháo để đón Tết, đón năm mới, đón an khang thịnh vượng. Khi bán pháo cho người dân, đại diện các cửa hàng cung cấp cho người mua một tờ giấy xác nhận bán hàng, trong đó ghi đầy đủ thông tin cá nhân người mua, số lượng, chủng loại sản phẩm và được ký đóng dấu xác nhận. Hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được cấp phép bán pháo hoa ở 5 địa điểm, trong đó thành phố Thanh Hóa có 2 địa điểm, 3 địa điểm còn lại ở các huyện Yên Định, Như Thanh và thị xã Nghi Sơn. Được cho phép đốt pháo trở lại, tôi rất là vui mừng khi được chơi pháo. Hôm nay thì anh mua được nhiều loại pháo không ạ? Em mua 2 loại thôi, một loại 4 dàn pháo phun hoa lửa với là 2 dàn pháo viên. Thế mình có khó khăn lắm khi đến đây mua hàng không? Không, khi đến mua hàng thì cũng nhân viên cũng rất là nhiệt tình và thoải mái, anh em cũng giãn cách đảm bảo đúng chỉ thị của thị trường, của chính sách xã hội. Bên cạnh việc quản lý, kiểm soát việc mua bán pháo được phép sử dụng, hiện nay các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cũng đang tuyên truyền người dân cần phân biệt rõ loại pháo hoa được phép sử dụng và loại pháo hoa nổ không được phép sử dụng để tránh vi phạm pháp luật.